Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, nên chúng ta sẽ quay trở lại với cái tựa game Minibus Simulator Việt Nam. Khá là nhiều bạn yêu cầu mình chơi lại cái tựa game này rồi các bạn. Các bạn cứ comment: anh Quý ơi, hãy chơi lại cái tựa game Minibus Simulator đi. Đấy, thật ra là mình chơi cũng gọi là nát cái game này rồi các bạn. Nhưng mà nhiều bạn gọi là vẫn còn ủng hộ nên thì ok, vẫn làm tiếp tục cho các bạn xem nhá. Hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm lại con Hyundai Cauti. Nhưng mà đặc biệt hơn một tí, các bạn có thấy có gì thay đổi với cái con xe này không? Đây, nhìn lên cái nón xe nè các bạn. Đó, cái mũ trên đầu nè. Khác không? Mình vừa đổ nó lên các bạn. Đây, nhìn phía đít là các bạn thấy nó khác rõ rệt luôn ấy. Phía đít nó sẽ nhọn hơn nè nha các bạn. Đó. Và nó sẽ cao hơn, nhìn nó đầy đặn hơn một tí so với cái nón cũ. Đây, có con xe phía sau luôn nè. Đó, dẫn chứng luôn các bạn. Đây, cái đít nó sẽ bầu hơn nè các bạn thấy không? Còn cái đít con này nó nhọn hơn và nó cao hơn cái nón con này. Nhìn nó hiện đại hơn các bạn. Đó. Và hôm nay mình sẽ dùng cái con xe này để chạy cho cái chiếc xe limousine cung điện di động của DK nha các bạn. À, xịn chưa? Đây, cung điện di động. Mặc dù gọi là cung điện di động nhưng mà nó vẫn 29 chỗ các bạn. Một cái màu này là như màu xám đen với lại một đỏ nâu gì nè, nâu đỏ gì nè. Đó, nên mình sẽ trải nghiệm lại con này nhưng mà mình sẽ chạy nó vào một ngày mưa nha các bạn. Trời mưa quá trời lớn rồi các bạn, nhìn xe mình ướt nhẹp hết trơn nè. Thấy chưa? Đây là con bản Cauti Diluci gì nè. Là cái phiên bản như là nâng cao của Cauti ấy. Cái kiểu vậy, kiểu là xe hiện đại hơn tí, limousine hơn tí là chẳng chả có gì hết. Trong cái tập 1 mình nhớ mình có chạy lên từ quê lên thành phố một lần rồi. Nhưng mà mình không có chạy trời mưa các bạn. Nên hôm nay mình sẽ quyết định chạy từ quê lên thành phố. Và sẽ chạy trời mưa luôn. Đó, để đưa khách lên thành phố nha các bạn. Vẫn chạy là cái con đường quê quen thuộc nhưng mà chạy trời mưa cho nó là hấp dẫn các bạn. Ok, chắc mình sẽ bắt đầu chuyến hành trình luôn. Đây, bây giờ mình sẽ mở cái điện thoại mình lên. Đó, bây giờ mở khóa vân tay nè. Mở khóa xe nè các bạn. Rồi đề máy đúng không? Rồi đề máy lên. Đó, ngon lành cành đào liền. Từ đây nó thắt nữa nè các bạn. Bật miếng nhạc lên coi. Bolero lên rước khách các bạn. Đây. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ cái này chắc phải lùi lại tí các bạn. Hả, thắt tay rồi đúng không? Rồi lùi lại xíu. Đó. Rồi. Ê. Ôi là trời, xém rồi là hung cái đít vô cái tường luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nhóng lên lại nè. Đón khách. Hello mọi người nha. Mưa rồi, lẹ lên mọi người ơi. Ok, mở cửa cho mọi người lên nha. Mở cốp ra luôn. Đó. Và là cốp đang trống nha các bạn. Và ghế đang còn trống khá là nhiều luôn rồi. Mọi người lên xe đi. Enter. Có muốn chở khách không? Hình như một chuyến này chúng ta sẽ được 5 triệu mấy lần. Ở đây, 5.520.000. Rồi, đón khách thôi. Để tí khách đang lên các bạn. Đang lên rất là lẹ luôn. Đâu rồi? Rồi, lên rồi nè các bạn. Rồi, đóng cửa luôn rồi à. Ok. Rồi, tài xế lên chưa? Đồ đã bỏ lên rồi nè. Tài xế. Rồi, tài xế lên luôn rồi các bạn. Rồi, ok. Bắt đầu đi thôi, vô số G, lùi xe lại, quay xe ra khỏi bến xe các bạn. Đấy. Rồi, vô số D, let's go. À quên mở gạt mưa nữa các bạn, mưa lớn quá, gạt mưa nằm bên này nè. Mở đèn nữa. Ủa nhầm, đèn đâu ta, đèn đây. Đèn nó mất tiêu rồi, đèn đây các bạn. Đó. Ok, rồi chạy ra các bạn ơi. Mưa. Hiện tại cái này là buổi sáng nha các bạn. Buổi sáng mà trời mưa nên là nó bầu trời nó âm u, nó tối tối vậy đấy. Chứ thật ra nó là buổi sáng. Rồi, rẽ bên này. Ok. Ngon lành cành đào. Rồi, đi ra khỏi cổng nè các bạn ơi. Vẫn là cái cung đường làng quê quen thuộc. Mở cửa cho em chú bảo vệ không? Rồi.
Rồi bây giờ mình sẽ lại tiếp tục vẽ trái nha các bạn. À mình mở cái kiến hậu cho các bạn xem, quên nữa. Đây, có kiến hậu rồi nha. Nhiều bạn cứ bảo anh ơi anh chơi xanh không mở kiến hậu. Ok, quên thôi, giờ mình mở vào đây. Vừa lòng các bạn chưa? Wow, công nhận các bạn thấy trời nó đang kịnh hết trơn đúng không? Coi như vậy là các bạn biết ở đây mưa rất là lớn luôn. Ui, đây có tiệm gọi là bán xe Honda Hồng Đức nè. Đó, bạn nào là có mua xe ở Hồng Đức bao giờ chứ các bạn? Công nhận cái cửa hàng Hồng Đức nhiều vãi nồi luôn, bây giờ đi đâu cũng thấy chưa ấy. Rồi bây giờ mình sẽ đi trên một cái con đường quê mà hai bên gọi là cái hồ nước nữa các bạn. Giống như cái ao cá vậy đây. Ở miền Tây hay gọi như cái này gọi là cái vuông các bạn, cái vuông vuông cá, vuông tôm rồi ấy. Để gọi là người ta nuôi tôm, nuôi cá rồi ấy. Chúc mừng năm mới. Đấy, mặc dù vào mùa hè rồi các bạn mà vẫn gắn các bạn chúc mừng năm mới. Gắn các bạn đó để năm sau xài là vừa. Đây bây giờ mưa quá, mọi người đóng cửa ngủ hết trơn các bạn, không còn ai ngoài đường nữa rồi. Hôm nay mọi người đóng cửa ngủ hết trơn rồi. Rồi tới đây cái sông các bạn ơi, mình sẽ rẽ bên trái nè. Rồi các bạn, nhiều bạn hỏi là anh ơi trong game không có bản đồ sao anh biết đường anh chạy. Các bạn nhìn nè, mỗi cái cua đều có cái bảng chỉ mũi tên hết. Hoặc cái đoạn nào mà không chạy nó sẽ đóng là như vậy nè các bạn. Đấy, các bạn cứ hỏi comment hỏi làm sao mà anh biết đường anh chạy, phải nhìn chứ các bạn. Nhưng mà cái bản đồ trên này thì nó sẽ không có hướng dẫn nha các bạn. Đây, mà có thể là có thể là nhìn được thôi, nhìn nó đoạn nào cua, đoạn nào ngã ba ngã tư thôi, chứ nó không có dẫn đường chúng ta. Chạy như vậy nó thực tế hơn các bạn. Kể cả bây giờ các tài xế ở ngoài đường bây giờ người ta cũng đâu có nhìn GPS dẫn đường rồi đó các bạn. Người ta phải thuộc đường hết. Như chạy như vậy nó mới đúng ở Việt Nam mình. Không phải như nước ngoài người ta có GPS dẫn đường các kiểu. Việt Nam là chỉ nhìn đường mà chạy thôi các bạn. Đó kiểu vậy đó, các bạn phải nhìn những cái biển biển báo ấy. Rồi cái cầu. Cầu này mình chạy qua mấy lần rồi các bạn mà nó chưa sập nữa. Công nhận nó chắc vải chưởng. Ờ dưới này nó có cái chân nè các bạn thấy không? Rồi lúc đầu mình tưởng là nó bắt bằng gỗ ngang, nhưng mà ai hỏi dưới nó có cái trụ sắt nè, mấy cái chân sắt nè. Bảo sao cái cầu không chắc chắn. Quá chắc chắn luôn các bạn. Ai giờ ta cái đoạn này là cái đoạn đường gồ ghề nhất luôn ấy. Đó chạy ra nè, lắc cà lắc cà lắc cà lắc. Khi mình gắn cái nón xe này lên rồi các bạn nhìn cái xe nó đầy đặn vải chưởng luôn ấy. Nó không còn mà kiểu là nó bo tròn, nó cũ, nó kiểu là cái mẫu thiết kế nó xưa ấy các bạn. Gắn này lên nhìn cái xe mà nó hiện đại liền các bạn. Các bạn nhìn nè. Nhất là cái đít đó nè, các bạn nhìn từ cái đít đó nè. Nhìn cái đít chắc là hiện đại luôn. Xe ở dưới là nhiều khi ta nhìn ở trên nó tưởng là Hyundai Universe không đấy. Hầu nhòi dữ vậy. Rồi vô trong lái nào. Chỗ này là rất là nhiều cái cửa hàng luôn các bạn. Chạy qua rồi. Trước là cái trường học nè các bạn nhớ không? Mưa gió bão bùng mà cũng cho học sinh đi học nữa, nhà ngủ cho khỏe. Oh, wow. Hồi xưa có bạn nào kiểu là bây giờ nữa chứ, bây giờ có bạn nào mà kiểu là học buổi sáng nha các bạn, mà gọi là tới giờ đi học là 6 giờ mấy mình thức rồi đúng không? 7, nhiều khi 6 giờ rưỡi mình bắt đầu đi. Lúc đó bắt đầu mưa ầm 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 các bạn. Phải trưởng là không có đi được. Mà nhiều khi mà mình đang ngủ mà trời mưa nữa chứ. Ví dụ như 6 giờ mình thức mình rửa mặt đi, mà lúc 6 giờ mấy nó đang mưa lớn vãi nồi các bạn. Thôi ôi ước gì được nghỉ học nằm ở nhà ngủ cho nó sướng. Rồi bây giờ mình chuẩn bị lên cái cung đường tử thần nha các bạn. Rồi rẽ bên phải nè, bấm càng xin đường. Rồi cho em qua, cho em qua. Nó chắc chắn cái ủa, nó quay cái camera đi đâu ấy, xé mà bay bà xuống nước rồi. Rồi let's go, lên được rồi các bạn ơi. Tính ra đến nay mình chạy cái con đường này là
chưa có lần nào mình bay xuống dưới nước này luôn các bạn. Tất cả mình chạy mấy tập rồi đấy, chưa có tập nào bay xuống nước. Có một tập mình nhớ là mình bị mắc kẹt mà mình rơi cái bánh ra ngoài này thôi, chứ nó không rơi xuống nước. Uầy, nhà mình lái cũng đỉnh đấy chứ. Mười quá. Hiện tại cái lưu lượng xe lưu thông như vậy là mình chỉnh là thấp rồi đó các bạn. Mình, nếu mà chỉnh đông lên, nói chung là cái máy mình nó không có lắc, nhưng mà chỉnh đông lên thì nó đông xe quá, chạy nó vượt nó khó thôi. Ví dụ như những cái đoạn này là xe mà chạy cùng chiều thì mình vượt được, nhưng mà gọi là có một chiếc xe ngược chiều là bó tay luôn các bạn, không thể nào vượt được, mà chạy bò thì nó rất là lâu. Chứ mà mình chỉnh cái lưu lượng đông xe lên nó cũng không có lắc máy. Hôm nay mưa mình thấy ít xe hơn bình thường các bạn. Bình thường đông vãi nồi. Ôm cua nè. Có nhiều bạn ấy comment là anh ơi sao anh không chơi cái vô lăng trong game này. Tức là trong game này nó có rất là nhiều cái cách để chúng ta có thể là lái. Ví dụ như là lái bằng cách là nghiêng cái điện thoại qua lại để lái nè. Hoặc là nó có một cái vô lăng ở góc dưới bên trái chỗ cái camera mình nè các bạn, để chúng ta có thể là dùng tay để xoay. Và cái thứ ba là cái cách lái mà mình đang lái hiện tại là nó có hai nút để qua lại ấy. Mình bấm bên trái thì nó quẹo trái, mình bấm bên phải nó quẹo phải. Đó, thì như vậy có nhiều bạn là kêu mình thử chơi cái cách mà gọi là vô lăng coi nó như thế nào. Nhưng mà thật ra mình gọi là chơi trên máy tính các bạn, nên là mình không có cảm ứng màn hình được, nên mình không có xoay được cái vô lăng trên ấy. Đó, nhưng mà nếu mà mình chơi thì cái đó là cái cảm giác chơi thôi, chứ các bạn xem thì thay vì cái vô lăng bên đó thì các bạn có thể nhìn cái vô lăng ở giữa thì nó cũng vậy thôi, đúng không các bạn? Đấy, cái vô lăng ở giữa này nè, nó cũng xoay mà. Đúng không? Chứ mình chơi trên máy tính thì mình không thể nào mà có thể là cảm ứng gọi là như cái màn hình điện thoại được. Màn hình điện thoại cảm ứng quay vô lăng nó mới hay. Bạn nào mà có điện thoại ấy, chơi cái chế độ vô lăng đó là hợp lý luôn rồi các bạn. Rồi chúng ta lại tiếp tục quay về cái cầu. Cái cầu nguyên thoại. Cái cầu gọi là không có chân. Lách vào. Rồi ghé trái nha các bạn. Ok. Đấy. Xe mẹt kìa các bạn. Cái cua này chạy chậm chậm thôi các bạn. Và các bạn thấy hai bên nó, cái lan can không phải là lan can bằng sắt, bằng đá các bạn, mà lan can bằng gỗ. Cái này mà đụng mình nghĩ là chắc gãy luôn ấy. Gãy bay xuống nước luôn. Rồi. Các bạn nhìn bầu trời kìa, quá trời đen luôn các bạn. Cái này mới gọi là mưa cực lớn luôn. Mưa lớn vãi nồi. Ở miền Nam mà nó có hai mùa các bạn, mùa nắng và mùa mưa. Hiện tại đang là tháng 5 và hiện tại miền Nam của mình ấy, miền Nam miền Tây của mình ấy, nó đang vào mùa mưa các bạn. Ngày nào cũng mưa hết trơn ấy. Nói chung mưa thì nó mát thiệt, bạn nào ở nhà nó mát thiệt, nhưng mà bạn nào mà
có cái nhu cầu đi ra ngoài này nọ, đi học hoặc là đi đi làm này nọ rồi nó hơi bất tiện một tí. Còn đối với mình thì mưa mưa thì nó mát vãi nồi, ở nhà mát vãi chưởng luôn ấy. Mà nó mưa thường tầm tối thì hết nha các bạn, nhưng mà mưa buổi trưa ấy xong rồi nhảy lên ngủ, trời ơi nó sướng. Mưa chống xe các bạn ơi, thoải mái mà chạy luôn ấy. Bình thường đi trên này đông xe, chạy không lọt luôn, lách muốn chết. Vừa cũng xỉu, bữa nay là trời mưa nè, ít người ta đi ra ngoài. Quá luôn, vượt luôn nha, vượt ổng luôn các bạn. Không biết có xe ngược chiều nữa mà cứ vượt luôn. Qua luôn mặt tài ơi. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình chuẩn bị vào trong khu vực đông dân cư nha các bạn. Và vào khu vực này sẽ chạy dưới 60 km/h. Mình toàn bị phạt trong cái khu vực dân cư này hết các bạn. Lần này gán chạy cẩn thận tí để đừng có bị phạt nữa. Bị phạt nhất mà nhớ mặt công an luôn các bạn. Rồi kẻ trái nha. Đó, phía trước có một cái đèn xanh đèn đỏ các bạn. Phía trước có cái ngân hàng của Vietinbank nữa kìa. Ủa cái chiếc xe nó đậu ngay cái ngã tư được luôn à ta? Mình nhớ là trong cái ngã tư như thế này đâu có được đậu xe. Xe nó được đậu luôn các bạn. Mình không biết có được đậu không nữa. Bạn nào biết lực comment giúp mình với. Mình nhớ là trong ngã tư trong này đỏ như thế này đâu có được đậu xe đâu nhỉ. Mà sao cái xe nó đậu đây mà đậu trên vỉa hè luôn các bạn. Hay là nó đậu trên đó rồi bị công an bắt nè. Mình cũng không cần nữa. Ok, tiếp tục. Đó, công an các bạn thấy không? Đây, những cái camera huyền thoại của chúng ta. Những cái camera mà gọi là hại tiền của chúng ta, nó được đặt khắp nơi hết các bạn. Đặt khắp nơi để phạt mình. Đó, cứ chậm mà chắc các bạn thấy đồng hồ mình không? Đang cố gắng chạy chậm dưới 60. Cho gọi là nó an toàn các bạn. Chạy nhanh quá, sợ quá. Bị phạt giết sợ luôn các bạn. Chạy lời chả thấy đâu. Chạy gọi là chiến 5 triệu xong bị phạt hết 4 triệu mấy rồi. Khổ thân. Để nó vượt qua này cái đã. Nó cứ chạy nó đạp thắng hoài rồi. Các bạn để ý thì hiện tại cái đoạn mình đang đi ấy, các bạn nhìn cái len đó nè, đây là cái len nét nét đứt các bạn, nên là những cái len như thế này thì mình được vượt nha. Còn một cái len mà nó vẽ liền nhau luôn ấy thì cái len đó là các bạn không được vượt. Trường hợp các bạn vượt đi trang như vậy, giống mình như vậy nào mà cái len nét liền ấy nha, là sẽ bị phạt đấy. Bị phạt cái tội là lấn len các bạn đó. Mình không biết là phạt bao nhiêu tiền nhưng mà nói chung là bị phạt đấy. Còn cái len này thì mình vượt thoải mái. Vô mình đang chạy mình lắng qua như thế này cũng là bình thường các bạn. Đây mình chạy như thế này nè. Đó, vậy cũng chạy bình thường luôn nhá. Không ai bắt các bạn chưa ấy. Những cái đoạn nhỏ nhỏ ở quê mình đó các bạn, nó nhỏ như thế này nè. Camera gặp camera sợ vãi nồi. Ở quê mình có những cái đoạn đi đường nó nhỏ như vậy nè các bạn. Mà nó có cái len ở giữa nữa. Đa số là mình chạy như thế này không luôn ấy. Nè, đa số là mình lái xe mình chạy như thế này nè. Đó, chạy giữa đường luôn. Trường hợp nếu mà có xe ngược chiều thì mình sẽ lắc về cái len của mình. Còn trường hợp mà không có xe ngược chiều là mình chạy ở giữa đường luôn các bạn. Các bạn thấy
Các bạn biết tại sao? Tại vì chạy ở giữa như thế này nè các bạn, những cái trường hợp khẩn cấp, ví dụ có ai mà chạy trong lề ga này nọ đấy, là mình còn cách là mình lách qua bên này nè, lách qua bên này chạy qua mình lách qua bên này cũng kịp các bạn. Chứ các bạn thử chạy một bên như thế này coi, đó, người ta chạy ra một phát là ngay cái đầu xe mình luôn các bạn. Còn nếu mình chạy giữa giữa như vậy nè, mình xử lý còn kịp những cái trường hợp mà gọi là chạy bên này qua được đỡ được một xíu các bạn. Vì mình chạy nếu mà có lên nét đứt như vậy thì mình chạy đâu có bị phạt gì đâu, nên thoải mái cứ chạy giữa lên luôn, giữa đường luôn các bạn. Hồi xưa mình học lái xe, ông thầy mình ông cũng gọi là kêu như vậy các bạn. Lúc mình vừa biết lái là lên xe là bắt đầu chạy đường trường ấy các bạn, thầy mình kêu mày cứ ra giữa đường mày chạy đi. Cứ chạy giữa đường luôn các bạn. Tại cái lane này lane được phép chạy, được phép lắng nên cứ thoải mái. Hiện tại là mình vào tới trong thành phố rồi các bạn, mà nó vẫn chưa hết mưa nữa. Nhận mưa lớn vãi chuẩn luôn á. Đây, ở đây mình sẽ chạy trái nữa nè. Ở đây có quá trời nhiều hãng xe nè các bạn thấy không? À, thích mua xe nào ghé mua nhá. Quá trời cái hãng xe nè. Subaru, Mitsubishi, Toyota, Mazda, tờ lưa chứ. Đó, vào đây là mình thấy xe bắt đầu đông đông hơn rồi đấy các bạn. Vào thành phố nó phải khác. Rồi mọi người chuẩn bị kiểm tra tư trang hành lý lại nhá. Chúng ta gần đến bến xe rồi. Qua mặt này luôn các bạn. Qua nó mất tài rồi. Rồi. Qua luôn. Nhá đèn nè. vượt xe giường nằm luôn các bạn. Đó. Đấy, kiểu mưa nó càng ngày nó càng lớn luôn các bạn. Không hết luôn nè. Mưa nặng hạt các bạn, nhìn hột chà bá lửa luôn. Cái hột nó bự rồi nè. À, phía trước là một cái cầu nha các bạn. Cái cầu này mình nhớ lên nó sẽ có cái cầu này nó có hai bên các bạn. Bên cái đường mình đi này là cầu đường bộ, còn một mà nó có một cái cầu kế bên nữa, đó là cái cầu đường sắt nè các bạn. Đây, có cái cầu này nè. Đó, bên này là cầu đường bộ bình thường nhá, bên này là cầu đường sắt nè các bạn. Bên đó là xe lửa xe chạy, bên này là xe bình thường chạy. Cho nó không bắt kế bên thôi các bạn, nó đỡ được cái chân cầu. Mà nó bắt thêm cái cầu bên kia. Vượt lon, vượt lon. Bớt cái kèn nha các bạn. Kèn liên thanh nè. Đó. Ờ. Rồi bớt cái nó dạt vô hết các bạn. Vô mọi người ơi. Phải chữ cái kèn thì chứ cái kèn giống cái súng không các bạn. Ơ, phía trước này sao đèn đỏ không ta? À đúng rồi, đèn đỏ phía trước, tiếp tục mình sẽ rẽ phải các bạn. Đây. Đó, có bảng gọi là chỉ luôn các bạn thấy không? Có bản hướng dẫn đàng hoàng, quẹo phải. Rồi. Nhanh phải nè. Đó, vừa tới đèn xanh luôn, hợp lý vãi chưởng. Rồi, rẽ luôn các bạn.
vô hẻm này chỉ được chạy 30 thôi nha các bạn. Nhưng mà mình nghĩ không có cái camera bắn tốc độ đâu. Những cái hẻm nhỏ như thế này nó ít gắn lắm các bạn. Không biết có gắn không nữa, mình cũng quên để ý nữa. Hẻm này như không có camera các bạn ơi. Có không ta? Hình như là không có camera báo tốc độ. Và sao mình vô hẻm cho chạy có 30 mình bước lên 70 mấy luôn. Wow, hẻm nhỏ mà bán đầy đủ vô nè. Ơ cái gì vậy? What the hell? Cái gì vậy? Ơ mình có đụng cái gì đâu. Lùi lên lại. Đụng vô cái cửa hàng điện thoại Nokia này hay gì nè. Bên này có bán đại lý bán sim thẻ rồi các kiểu nè. À tới bến xe các bạn ơi. Rồi ok. Rồi nhanh trái vào. Vào bến xe. Đây ok. Mở cửa. Rồi vô luôn các bạn ơi. Vào luôn. Đấy. Tàu xe đâu đây? Đây. Tàu bên này các bạn ơi. Đây hôm nay mình sẽ không có quay cái đầu vô nữa mà mình sẽ dẹt cái đích vào các bạn. Đấy, dẹt cái đích vào. Đây. Ok, chuẩn luôn chưa? Sao hết dê được rồi. Ok. Rồi. Mở cửa ra, nhầm, mở cửa ra. Mở cốp ra. Mở cửa tài xế luôn. Ok, trả khách cho các bạn ơi. Enter. Wow, 3 sao. Ok, lên cấp luôn. Thôi. Ok, thì như vậy thì chúng ta cũng đã vừa hoàn thành xong được một cái tập tiếp theo trong cái tựa game Minibus Simulator Việt Nam rồi. Và hôm nay chúng ta cũng lại tiếp tục trải nghiệm một chiếc xe trong ngày trời mưa nữa. Các bạn mà muốn mình trải nghiệm tiếp cái tựa game này nữa thì cứ comment phía dưới biết mình thấy các bạn ủng hộ nhiều. Mình sẽ trải nghiệm tiếp cho các bạn xem nhé. Rất cảm ơn các bạn đã xem video này và chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah, đừng quên đăng like cũng như là đăng ký cho kênh mình đấy.